Ngày 2 tháng 12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Nga có hợp tác với Việt Nam, bao gồm Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, tập đoàn Gazprom, Novatech, Sistema, Mirator. Chủ tịch nước đánh giá cao thế mạnh và tiềm lực của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nga, nhấn mạnh Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nga, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, ứng dụng công nghệ cao như y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, v.v. V. Chủ tịch nước cũng mong muốn các doanh nghiệp Nga đầu tư mở rộng hợp tác với Việt Nam nhằm khai thác thế mạnh và tiềm năng cũng như đáp ứng nhu cầu của hai nước. Lãnh đạo các tập đoàn cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là thành công trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng và còn nhiều dư địa để hợp tác và đầu tư chia sẻ quan tâm của chủ tịch nước và khẳng định sẽ tiếp tục cùng các đối tác việt nam triển khai các dự án thỏa thuận đã được ký kết và xem xét triển vọng mở rộng hoạt động hợp tác ở việt nam